Hello, xin chào anh em ha. Hôm nay mình giới thiệu một bộ tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1946 đến 1950 nha mọi người. Đây là một số loại thôi, chứ cũng chưa đủ đâu ha. 1946 đến 1950 nè. Và đây là cái tờ nhỏ ha, cái tờ nè, nó có để năm hào nè mọi người. Có bóng chìm hết nha mọi người. Loại này giấy rơm ha. Có bóng chìm ha. Những cái tiền này được sử dụng ở miền Trung, miền Bắc luôn ha. Chứ miền Nam này xài tiền Việt Nam Cộng Hòa nha mọi người. Đây, cái tờ năm hào. Tiền này thì mình chỉ quay cho anh em xem thôi ha. Bộ này mình không có bán ha, bộ này mình để mình chơi chứ mình không bán nha mọi người. Rồi đây là tờ một đồng. Đó, một đồng rất là đẹp nha mọi người. Có bóng chìm ha. Đó, đây là loại giấy rơm. Cái loại giấy rất là dễ hư ha. Nãy là một đồng, cái này là 5 đồng nè. Đó. Tờ tiền mình thấy tờ tiền dọc ha, chứ không phải là ngang như những cái tờ kia ha. Đây là 5 đồng nha mọi người. Đó, 5 đồng. Tiền của cụ Hồ đó. Rồi mình giới thiệu cái tờ 10 đồng luôn ha. Đa số những tờ mình sưu tầm đều là cũng tầm tầm vừa đẹp nha mọi người. Loại này cũng không xấu đâu ha. Bóng chìm thì có bóng hết nha mọi người. Đó. Tiền này được sử dụng ở miền Trung ha. Cái tờ này được sử dụng ở miền Trung nè. Mình không không có rõ về miền Bắc lắm. Anh em nào biết những cái loại này á, nhưng mà không rành rành gì dữ lắm á, thì mình nên mua cái cuốn này, bên mình đang bán là 150k một quyển ha. Loại giấy rơm của cụ Hồ nè. Đó. Đó. Giấy rơm nha mọi người. Nó có để số năm phát hành luôn ha. Nè, đó, 1948 luôn nè mọi người. Nè. Cái tờ này là 1950 ha, 1949 luôn nè, bên mình vẫn có ha. 1949, 1950 đồ. Rồi mình giới thiệu cái tờ 10 đồng này. Ủa 10 đồng rồi nha mọi người, đây là 20 đồng. Cái bộ này của mình gồm cũng muốn đầy đủ cái mệnh giá rồi ha. 20 đồng. Bóng chìm. Bóng chìm mà cũng hình dạng như hoa văn vậy đó mọi người. Đó. Tờ tiền này rất là đẹp nha mọi người. Ngày xưa cái này không phải mình cắt ha, cái này do tiền này nó hay bị cắt lệch lắm nha mọi người. Đó, nó có để hình chân dung của Bác Hồ ha, Chủ tịch Hồ Chí Minh nè. Mặt sau đó bộ này mình quay cho mọi người tham khảo ha. Rồi đến 50 đồng, 50 đồng thì rất là nhiều loại nha mọi người. Đây, từ 50 đồng. Bóng chìm là chỉ bóng sáng thôi mọi người. Mặt sau nè, đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ha. Những cái tờ này mình thấy còn đẹp quá nên mình để mình chơi thôi, chứ loại này mình hồi đó giờ mình không có bán đâu ha. Rồi đến tờ 50 đồng tiếp theo. Loại này thì cắt xéo luôn nè mọi người. Đó. Có bóng chìm ha. Đây, mình quay lên cho mọi người xem ha. Đó, bóng chìm. Ngôi sao ở giữa nha mọi người. Tờ này thì nó hơi xấu. Có cái tờ này đẹp nè mọi người. 50 đồng luôn. Tờ này thì còn rất là đẹp luôn. Đó, màu. Cái màu này rất đẹp nha mọi người. Cái màu còn đậm. Nên mình tiếc mình không dám bán luôn. Rất là nhiều người hỏi ha. Cụ Hồ là bóng vậy đó nha mọi người. Tờ này in rất đẹp nè. Mình thấy cái cặp rồng hai bên ha. Quắn quắn xuống nè. 50 đồng. Tờ này còn rất là ok ha. Mặt trước là có con phụng nha mọi người. Mặt sau là con rồng. Tiền cụ Hồ. Người ta kêu bằng Bắc Bắc Việt. Rồi đến 100 đồng nha mọi người. Tờ 100 đồng. Đó. Giấy bạc Việt Nam nè. Ngày xưa Việt Nam cái giấy cũng
hơi xấu nè, bóng chìm nè mọi người. Ở đây chữ Việt Nam VN á, mặt có hình ngôi sao rồi nè nha. Cái tờ này thì còn cũng đẹp lắm chứ không có xấu đâu. Giấy này á, ngày xưa á, được làm giấy nó hơi xấu nha mọi người. Loại giấy giấy cụ hồ này nó hơi xấu ha. Rồi đây là loại 100 đồng luôn ha, nhưng mà nó khác màu với cái tờ kia. Tờ này thì màu xanh ha, tờ kia màu nâu. Đó. Bóng chìm thì lượn 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 tùm lum hết, mình không có để ý ha. Mình quay cho anh em đồ xem thôi. Rồi đến tờ 100 đồng này. 100 đồng nhiều loại lắm nha mọi người. Đó. 100 đồng với bạc Việt Nam. Mặt này thì để Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi đến một tờ 100 đồng luôn. Loại này thì thiếu một tờ nữa nha mọi người. Nó có hai loại lần. Loại này thì hình một hình Bác Hồ lớn nè, một hình Bác Hồ nhỏ nữa. Loại này thì cái tờ này thì nó hơi đắt. Tờ này giá cao lắm. Với tại tờ này nó to nha mọi người. Nó dài. Dài lắm nha mọi người. Nè, cái bàn tay mình nè. Nó muốn ngang ngửa cái tờ Táo Đông Dương á. Hoặc 200 Bảo Đại á, cái tờ đó bự á, nó bự tầm đó á, mọi người. Nè. Mình lấy cái tờ tiền mình so với mọi người xem ha. Cái tờ 20.000 mình đang sử dụng nè. Đó. Nó to cỡ này nè, đó. Muốn gấp đôi luôn nha mọi người, hơn luôn á. Cái này tiền này tiền mới mọi người. Tiền mới mình để Tết mình lì xì. Mình không có đổi đâu ha. Rồi mình giới thiệu sơ qua tờ 200 đồng. Đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ha. Cái bộ này thì mình chỉ quay cho anh em đồ tham khảo chơi thôi ha. Với lại anh em nào không rành lắm thì mua sách về mình xem ha. Bên mình đang bán giá 150.000 một quyển. Ship thì vẫn 30.000 nha mọi người. Cái loại này thì có nó in số 5 nha mọi người, 1950 ha. Còn cái loại này nè, 1949 ha, nó có in số 5 ở dưới. Có những tờ nó không có in nha mọi người. Cái tờ này mình thấy nó in hình cô gái gì tùm lum hết cho mọi người. 200 đồng. Rồi 500 đồng. Tờ 500 đồng nè. Sau này là Sông Lô, Chiến Thắng Sông Lô. Nó để chữ Chiến Thắng Sông Lô nha mọi người. Sông Lô Chiến Thắng. Đó. Ngày xưa in công nhận là xấu thiệt đó mọi người. Nhưng mà cái giá thì nó lại cao. Nó cũng đâu có rẻ đâu mọi người. Bóng chìm thì nó hơi giận sáng thôi. Do cái đèn nó hơi sáng. Rồi, cái bộ này thì từ năm 1946 đến 1950 á mọi người. Là mình giới thiệu cho anh em đủ hiểu biết thôi ha. Do những cái loại tiền Việt Nam Bắc Việt này rất là nhiều nha mọi người. Nè, nguyên một quyển phía sau luôn, nửa quyển là của Việt Nam Cộng Hòa nè. Nửa quyển là của Bắc Việt ha. Là tiền của cụ Hồ. Tiền này là tiền chế độ cũ ha. Đó. Một quyển sách này thì chỉ ghi tiền giấy thôi nha mọi người. Còn quyển xu thì mình bán riêng, BMC đồ mình bán riêng ha. Quyển nào cũng 150.000 một quyển ha. Rồi, video này mình kết thúc tại đây nha mọi người.